Con chào ông. Dạ. Dạ, ông ơi, ông vô. Dạ, dạ. Ông vô nhà ha. Dạ, vô, con ghé xuống thăm ông nè. Dạ, ông mặc cái áo vô đi. Dạ. Dạ, để con trò chuyện với ông. Ông cụ đợt này hơi ốm. Đeo khẩu trang vô. Chào chú. Chú nhớ nhớ con không? Nhớ. Nhớ à, chú để đó giùm con đang cầm máy rồi. Dạ dạ. Dạ, chú để đó giùm con đi. Đây. Vô đó. Vô cái áo của bạn. Để chú lấy. Nó là hồi lưng lớn không nghe. À rồi dạ, chú ngồi đi, chú ngồi đi. Dạ. Chú ngồi đi, con hỏi thăm chú. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Dạ, dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Cái chân nha, chú bị gì đây? Cái xe. Cái xe hả? Cái xe. Ừ. À, chạy chụp ống gà cá. Ừ. Lúc vừa cái bước cái gành bắt cảnh luôn. Dạ, bị bao lâu rồi cái... chú? Đấy. Bị bao lâu rồi? À. Bị ngay cách 3-4 ngày rồi. 3-4 ngày. Dạ. Dạ. Ừ. Té hả? Dạ. Bị ổ gà. Dạ. Rồi hôm nay không có đi bán ha, vé số ha? À có. Bán à, lúc này không có vốn. Dạ. Được có 100 vé à. Bán 100 vé. Ừ. Rồi giờ kiếm hỏi chạy kiếm 200 vé mà không có tiền. À vậy ha. Khổ lắm. Dạ. Để đi nước chú đá. Dạ, bỏ đi từ từ con chút con uống chú gấp. Rồi chú với ông cụ có khỏe không? À, ổng yếu lắm. Yếu à? Ờ. Dạ. Ừ. Rồi mấy tháng dịch thì sao? Cái người cho gạo ăn thôi chứ không làm gì hết. Dạ, thôi làm. Rồi dịch thì ở đây có bị nhiều không? Có bị nhiễm nhiều không? Dạ. Ở đây người ta bị Covid nhiều không? Ít chấp. Dạ. Rồi nhà nước kêu ở nhà phong tỏa. Ờ, dạ. Dạ. Rồi ai mua đồ cho ăn? Hả? Ai mua đồ cho mà ăn? Dạ, dạ, cậu mình đi mua. Tự mình đi ra chờ mua, tại đây gần chờ mà. À, cả cái bên. Dạ, nhưng mà chờ nó có mở cửa không? Có mở cửa. Dạ. Lúc trước thì nó cấm cửa khép rồi. Dạ. Bây giờ, hết rồi. Dạ. Mở tự do rồi. À, rồi chú còn đi bán cửa. Lại. Chú đi bán lại bao lâu rồi? Bây nay cũng 2-3 ngày rồi. Mới đi bán 2-3 ngày thôi hả? Ờ, 2-3 ngày. Rồi đi mới đi bán về tiền đâu xài? Cũng phải chịu chứ sao, cả anh chị còn té nữa. Dạ. Té bất cả. Té ấy nè. Rồi con thấy rồi, dạ. Tét vỏ luôn, dở dở dở. Rồi ông cụ đợt này khỏe không? Khỏe. Dạ. Ông thấy vậy á, ông có khi ông té bà ra coi tịch như vậy. Dạ, dạ. Thôi có cơm thì được, chứ không có là khua. Đi rồi bán tranh thủ về là cơm nước trộm. Dạ. Ông không có làm được chứ chắc. Đúng rồi, dạ. Ông cù năm nay 90 rồi mà. Ờ, 91 rồi. 91 rồi hả? Dạ. Lớn rồi, lớn tuổi rồi. À, lâu quá rồi. Dạ. Dịch nhà nước không cho đi. Dạ, dạ, biết, à, biết, dạ. Hôm nay mới mở cửa lại. Dạ, dạ, dạ. Nó, cái chị Thúy Nguyễn ở bên Mỹ đó. Dạ, dạ, chị dạ. Có gửi tiền cho ông. Dạ, mà dạ. Đợt trước nói dịch không có đi được, cho nên con nói từ từ đã gửi. Dạ, dạ. Thì hôm nay dịch ổn rồi thì con nhận rồi con mang xuống cho dạ, ông cụ. Dạ, dạ. Dạ. À, chú, ông cụ với chú ngồi đi. Con, dạ. con quay rồi con đưa cho. À, chị đợt này chị gửi cho. Có chuyện này, cũng muốn hỏi anh có chuyện này được dạ, không? Chú hỏi đi. À. Bây giờ ông già cũng yếu rồi, yếu lắm. Ha. Lúc trước thì chú với cái chờ cầm cái giỏ, cái bàn cài gì đó. Dạ. Ha, không? Dạ. Có kỳ của ông làm á, làm nhà cửa hết chân rồi. Rồi sao? Giờ ông có nói, để coi nó, ngày chú thời gian rồi, chú có ông mất á, cô kêu điện chú, chú người ta gửi tiền á, mua cái giỏ cho ông rồi, kêu không? Rồi xong rồi. Dạ. Được không? Được, vậy thôi. Khi nào chính có nhiều thôi. Cái là lần cuối cùng á, cuối cùng luôn á. Dạ. Trên cái vỏ cái mới cần khêu á, khêu ổng cái vỏ xong, á vậy đó. Nhiều tiền? Hả? Bao nhiêu tiền chú? Cái có không vỏ. Cái vỏ đốt.
cái giò đốt là rẻ giò dởm á, à, giò cũng giò mình nói dởm có rồi à. Ừ. Có được vẫn có thì thôi à. Ừ hả thế khó khoảng chừng 10 triệu không có chừng mấy 2 triệu rồi à triệu mấy 2 triệu thôi hả à. Ừ. Vậy rồi khi đó có nếu mà ông cụ về trăm tuổi già có gì gọi dạ có dạ. Bảy không biết con có chạy xuống kịp không không biết mà hỏi nhá ông mới hỏi coi đó giờ coi mới hỏi chú á ừ. Xa quá ừ con ở tới Sài Gòn mà lờ mà dưới này có gì chạy xuống kịp không có gửi bưu điện rồi bưu điện xuống tới nơi rồi. Không có dạ, ở này mua cái giỏ đi không có bao nhiêu tiền mà giỏ có mấy triệu mấy gì á đốt mà đốt okay, mà chưa mà lo gì đến khi đó mà ví dụ tôi có ông về kịp thì nhà nước ở đây xã Phường Hồng lo mà lo gì dạ dạ ông đừng có lo dạ ông lo à, đừng có lo bữa hôm có cái bà cụ đó neo đơn ở mình rồi cuối cùng nhà nước cũng cho hòm đó dạ ở ừ. Trong xã dạ, luôn ừ, đúng rồi trong xã họ cũng vận động cũng cho được dạ nên mày đừng có lo dạ ông sợ thôi đừng có lo không ai để cho mình thối rửa đâu mà lo dạ rồi ông với chú chích vaccine chưa hả chích vaccine chưa có à, rồi để được có giấy nè mà dạ đưa chích nè à đang chích nữa đó ha dạ. Đang chích nữa đó à. Rồi thì có chích là yên tâm rồi dạ dạ ừ. À, hôm nay có chị Thúy Nguyệt ở bên Mỹ đó ông dạ. Có gửi cho ông 400 đô dạ. được mấy đợt trước có hứa cho đó dạ. Cứ lâu lâu rồi gửi cho ông đó dạ. 400 đô là được 9.360.000 dạ. Đây con quay cái rồi con đưa từ từ con đợi con chích à, của chị Thúy Nguyệt ở bên Mỹ á gửi cho 400 đô là được 9.360.000 à con đưa cho chú hay là đưa cho ông rồi rồi coi coi dạ à. Nó rồi giờ không à cô thấy hả dạ cô Thúy Thúy Nguyệt á cắt có đủ không có đủ tiền không à, cái coi cho thử dạ rồi đếm đi Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.300.000 rồi 60.000 đủ chú nha đủ rồi ông á dạ đủ rồi đó ông ông nói gì ông muốn nói gì không anh là cô Thúy hả dạ của cô Thúy đó rồi ổng không biết nói gì đâu cô khai thế ổng rồi thì chú nói đi rồi nói lại là cô Thúy thằng thật cảm ông cụ 90 lại là cảm ơn rất nhiều dạ dạ là của cái cô Thúy đó hồi đó xưa giờ cứ cho ông đó dạ dạ thành tâm cảm ơn cô Thúy có thời gian nào cái gửi cho cô Thúy cái này cho cô nha không có gửi qua Mỹ được hả? Cô ở thuốc bên Mỹ xa lắm Mỹ hả dạ dạ ờ thôi cô nhận tấm lòng của chú được rồi dạ à, gửi cho cái tượng Phật dạ nhưng mà giờ sao con gửi qua Mỹ được dạ à, làm cảm ơn cô Thúy nhiều lắm quá nhờ cô chú được nhà rồi cửa được ngày kia cũng nhờ cô chú giúp đỡ đó tôi dạ là hôm nay là cũng 20 triệu rồi đó đó dạ lập bên mãi đất này kia cho cũng nhờ cô chú bây giờ cô Thúy mới có một cái mấy mạnh thường quân là người ta cùng cho chung đó dạ dạ thăm cảm ơn cô bác anh chị cái lại thăm cổ nhiều sức khỏe dạ dạ à, nhiều rồi vậy được rồi con thăm thấy dạ. Ông cụ với chú hai ông con còn khỏe là mừng rồi dạ dạ, dạ. Rồi dạ. Chú có vốn rồi đi bán thêm vé số mà lo cho ông cụ nha dạ dạ, dạ 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 cho mọi người cho thì lâu lâu cô Thúy mới cho chứ có phải cho hoài đâu dạ 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 nên đâu có cái điện dạ chuyện tâm có đôi lời cảm ơn cô Thúy và cô bác anh chị em trong nước ngoài nước giúp đỡ cho tôi chuyện tâm cảm ơn nhiều lắm không có gì mà đền ơn là được chưa có nhờ chú hãy cứ nhớ bay quay bay giúp đỡ tôi chưa giờ hai cha con khổ bán có 100 sống được dạ mà bây giờ bán nó bắt ai bán ở đây chưa đi chùa khác nữa. Ở đây thì cho đi chùa khác làm được dạ tại vì nó khác còn chính còn dịch đúng rồi dạ cứ bán vòng vòng đây đi dạ
Thôi gắn gà, chú gắn bán lo cho ông cụ nha. Dạ dạ dạ. Rồi còn cái hòm ông đừng có lo nha. Dạ. Ừ, khi nào mà mình nằm xuống đi rồi nếu được thì chú gọi cho con, mà đôi khi con bận rộn, con không có đi xuống kịp thì địa phương. Được con. Ở đây để cô bác ở đây với nhà nước phải lo. Mình ở đây nhà nước lo con rồi chứ. À, dạ. Dạ. Dạ, dạ anh thằng trai anh gái. Chưa có, đâu có sinh đâu. Dạ hả? Dạ, ai nói sinh? chưa có sinh, dạ. Chưa hả? Dạ, chưa có em bé, còn đi làm. Dạ. Dạ. Ừ. Vài năm rồi sinh. Dạ hả? Dạ. Anh có đôi lời, anh thật. Cảm ơn trong nước, ngoài nước. Dạ. Dạ. Lúc này cái lúc này ở cha con tôi. Lúc này cái ốm, lúc này là... À, kệ đi làm thì ốm thôi, ừ. Chú không sao. Đeo, đeo cái chậu. Đen đẹp. À, nắng ốm quá à. Dạ ổn sao mà đèn đèn đi nắng à. À, phải à. Phải với ông cù có tiền cho con mua chiếc ô tô ông đi thế nhở các thằng tôi đi nha. Không có mai tiền. Mốt à, dạ. À khi mà về với Phật là phù hộ cho con đi làm mạnh khỏe nha à. À, đây cái nói này à thôi được con đưa nó bảo hiểm dạ. À. Con cảm ơn chú dạ rồi vậy thôi con ghé con thăm cái là con đi nha. Dạ dạ con dạ. Con cần đi vài chỗ nữa là con về. Dạ dạ dạ. Không có thiếu. Cảm ơn thằng Khật, cảm ơn nhiều. Cảm ơn cô Thúy ha. Dạ cô Khánh nhiều. Dạ nước ngoài nước. Dạ dạ đúng rồi. Cảm ơn trong nước ngoài nước. Cảm ơn hết luôn á. Dạ dạ. 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 Có đồ ăn không ông? Chiều nay có đồ ăn ăn cơm không? Hả? Chiều nay có đồ ăn để ăn cơm không? Có. Ăn cơm với gì vậy? Ăn cơm với rau cải rồi chú dạ. Đỉnh, mua thêm đồ ăn mà ăn có à. Tiền có thể cho này ra chờ mua cái gì mà ăn cho ngon ngon dạ, dạ, dạ. Rồi cái này là người ta cho dạ. Ở đây cô bác cho gạo dạ. Nhà nước có cho gạo nữa rồi về nhà nước cho là mừng rồi mấy tháng dạ. Nhà nước cũng có tiền hỗ trợ đó đúng không dạ, dạ, dạ. Dạ vậy là được rồi dạ. Họ cũng quan tâm cho hai ông cụ đó dạ lúc dạ. Trước này cho một hai lần giờ hết rồi à, thì đúng rồi mấy tháng dịch thôi chứ à. Giờ đi làm được mà dạ 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 thôi vậy con xin phép ông với chú nha dạ đi. Dạ dạ, dạ rồi. À, cảm ơn nhiều ha dạ à. Con chào bà hai anh là thôi con ghé con thăm bà khỏe không năm nay nó đau quá hả dạ ừ. Thấy Thảo không? Dạ đúng rồi bà. Ôi trời ơi lâu hết sức rồi. Lâu hết sức hả? Ờ hai vợ chồng vô con. Dạ tại nhà nước dịch đó. Ừ. Vô đó là chị hai con đó. Dạ con biết rồi. Ừ. Con thăm bà trước rồi hồi thăm anh chị. Ừ. Dạ. Trời ơi lâu cả năm rồi heo. Đâu có mới có mấy tháng hả? À? Nhớ anh tháng 5. Dạ tháng 5 thì giờ ừ. Giờ tháng 10. Mới có 5 tháng à. Trời ơi. Sao vợ có bầu chưa? Chưa. Ôi vợ quá à. Gì mà lâu dữ ạ à? Năm trước năm sau là có rồi à, dạ. Trời ơi. Cười tươi đó. Hơi ốm. Ốm nhiều lắm thôi. Dạ. Ăn không có được. Vậy á hả? Ăn không được, ngủ không được. Ừ. Khi sáng đêm không có nhắm mắt nữa. Rồi được chích vaccine chưa á? Rồi một lần rồi ờ phải gắn hai lần ờ anh hai con dẫn đi dạ dạ được hai lần thì ngon ừ mới à. Lần à dạ tụi à. Con là hai lần hết rồi tụi con ở Sài Gòn mà phải rồi Sài dạ. Gòn là phải rồi dạ. Đài nó cũng nói đó dạ đúng rồi rồi cơm nước gì chưa bà chưa mới hâm cơm ăn à vậy hả ừ ờ ăn cơm với gì đó thì có gì ăn nấy không à. Có vợ chồng thằng đó nó cho đem xuống cho ăn trời gì hạnh phúc rồi ừ. Ừ dạ có gì nó cũng đem xuống cho ăn dạ có ừ. Sao nói vậy đúng rồi không có binh mà nói láo sượt gì hết có khi có thịt nó bưng thịt xuống có cá nó bưng cá xuống có gì cho nấy dạ ăn không hết nữa còn có mấy tháng nữa là qua trăm tuổi đó ờ dạ còn tháng 10 đến tháng 11 rồi. Ừ. Ừ. Qua tháng này là qua trăm tuổi đó nha. Ừ. Trăm tuổi mà thấy mà minh mẫn khỏe khoắn vậy là mừng á. Hôm nay yếu dữ lắm. Dạ. Đau hoài. Đau hoài á. Rồi à, bác sĩ người ta nói tại bà lớn tuổi quá. Rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ nó cứ vậy đó. Hôm mời hai con vô nhà. Dạ bà mời vô nhà hoài chị thầy cô. Không lẽ đứng ngoài đường nói chị không hoài. Đây. Dạ tại dịch á chị dịch thì họ nói
ở nhà thì mình cũng phải chấp hành vậy thôi. Dạ. Mình không khỏe có gì con. Nhưng mà mình phải chấp hành. Dạ khỏe hết đó bà. Vậy bà cũng mừng. Bà ngồi ngoài này cho gió cho mát này bà. Đây. Dạ. Cũng ngồi đông cũng được. Đúng rồi. Đây. Dạ, giờ tháo hết rồi chị. Họ cho mình đi, mình cứ chích vaccine đủ rồi. Ừ. Rồi mình cũng cẩn thận, mình xét nghiệm âm tính là mình mới đi cho nó yên tâm vậy đó. Dạ, mình tại mình đi thăm nhiều người mà. Ừ. Dạ. Mình vừa lo cho mình mà lo cho tất cả mọi người. Tụi em đi thăm là toàn thăm người lớn tuổi không à? Cho nên là bà ngồi đi, bà ngồi ghế đi. Con ngồi đi. Dạ bà ngồi đi, con quay phim mà sao ngồi được. Vậy hả? Đó, dạ. Đây có nắng quá. Rồi đợt này có đi đi khám đi đồ gì không? À, khám thuốc, gì? Đi lấy thuốc lấy đồ đó, bà đã hay đi lấy thuốc rồi đó. Nhỏ đó dẫn đi đó. À, chị Hai dẫn đi ha. Dạ. Có gì nữa chở ra ngoài cầm xá nè. Dạ. Chở đi. Rồi lâu rồi mà xuống thăm lại thấy bà ngoài vẫn khỏe là vẫn mừng rồi. Năm 7 nay, tháng trời đó, 6 7 tháng trời gì đó. Năm nay yếu quá rồi con ơi. À, dạ. Có là sao nói vậy? Dạ. Ăn không được, ngủ không được. Mà đi ngoài uống cũng vậy chấm trơn chắc không có ra cái đám ôn gì hết. Dạ. Rồi thấy cái đợt này cái dịch này vậy có sợ không? Hả? Thấy dịch vậy có sợ không? Sợ gì? À thấy cái dịch Covid này vậy nó bà ngoại có sợ không? Không sợ chứ, mình già rồi không có sợ nữa, còn nhỏ nhỏ thì sợ tội nghiệp, còn mình già từng tuổi này đi vừa rồi. Dạ. Ừ, sợ gì nữa. Rồi vừa hôm chích vaccine có bị làm mệt không? Không luôn, khỏe ghê. Ồ trời mạnh. Đó, nhỏ đó nó chở đi đó. Tụi con chết mà cũng bị mệt nguyên đêm á. Vì không có mệt gì hết. Dạ. Khỏe như thường thôi, không có gì hết. Chị Hai nói chị Hai chở đi mà chị Hai trẻ mà chị Hai bị hành. À vậy hả? Dạ. Em cũng bị hành, em hành bé. Dạ tôi cũng hành sau. Tôi không có gì hết á. Không có gì hết. Ờ không có gì hết. Dạ. Rồi anh Hai trồng cái dần mít đẹp ha. Bán mấy vợ cơ mà. Dạ. Bự hết rồi. Mắc rồi à. Ừ, vợ má. Chồng nó lo chở đi không chứ tôi có đi đâu được. Đúng rồi, như con ruột các bà hả? Hơn con ruột nữa ha. Ờ đúng. Dạ. Có sao mình nói vậy. Đúng rồi, còn có hơn con ruột nữa. Chồng nó thương mà tự thương dữ ha. Có phước dữ lắm luôn á. Ờ. Dạ. Tại mà trước mình ở có cái đức. Dạ. Bây giờ gặp cái chỗ người ta có cái đức nữa. Mai mốt phù hộ cho vợ chồng làm ăn cho nó khấm khá nè, sức khỏe nè. Cầu cho con cháu nó mặn cho khá chứ. Dạ. À, bà Tư là trước đó thì thằng nhắc lại cái hoàn cảnh của bà Tư, cái bà Tướng có con, có chồng có con gì hết. Không. Phiêu bạc khắp nơi đi chích xuồng vậy á. Ờ, đó chứ. Cái xuồng còn bển đó. Dạ. Bây giờ gã gợt hết rồi. Xong bệnh nó chích xuồng nó đi đâu thì bà theo đó. Tự nhiên về tới đây và thuyền chìm ngay cái bến này chứ bà ở đầu đây luôn. Ở đây luôn. Dạ. Và năm bà thường thường thì bà đi hái rau. Bà đi vô chứ mất đường người ta hái rau để bán. Hồi đó con đi câu cá. À câu rồi cá. Bây giờ hết cá rồi đi hái rau. À bà cũng nghĩ hái rau luôn rồi. Chứ rau đâu có. Rau đâu còn nữa. Bà nghĩ vậy con, là năm rồi đó chứ phải không? Con thấy đi về dài có một cọng rau. Giờ người ta trồng mít hết trơn rồi có lên. Ừ, chết sạch sẽ. Rồi đi hái rau bán vậy á. Bây giờ người ta thương quá thì người ta ta nói thôi bà đừng có đi nữa thì không, mình cũng đi chứ đi đặng tập thể dục luôn mà. Dạ. Rồi bây giờ rau không có rồi, cái vụ dịch tả này đâu có dám đi gần nhà người ta không dám đi. Dạ đúng rồi, cũng sợ nữa. Ừ. Nào con cũng sợ hết mà khỏe ha, đi mà lụi mà đi vừa ngày vừa kia mà hái rau vậy mà nhờ đi. Vậy mà khỏe đó, mình nhờ thể dục đó con. Dạ đi vậy đó, sáng không đi dài ra tới đầu cầu sắt cái đi về. Dạ. Vậy đó, không có đi đâu xa hết đó. Dạ. Ừ. Và năm nay là đạt 99 tuổi đó. Còn có 2-3 tháng nữa tới là đủ rồi. Dạ. Đủ số về dưới rồi. Thôi về chi sớm để tử. Về sớm chừng nào khỏe chừng nấy con. Khỏe hả? Ừ. Về sớm chừng nào khỏe chừng nấy. Dạ. Sống về cũng vui, sống mà khỏe mạnh vậy là mừng. Chứ đúng rồi. Sống thò nhưng mà nằm một chỗ thì cũng khổ lắm. Bà thì không có đau cái vụ ngặt nghèo. Dạ. Cho tí nhức đầu hay là đi lâu quá cái chóng mặt một chút. Dạ. Vậy thôi à.
chứ nó không có cái gì khác, người ta lên máu xuống máu gì không có. Dạ. Nhức cẳng nhức giò gì cũng không có hết. Vậy đó. Vợ chồng con ghé mà đi ngang đây mà ghé thăm bà Tư mà thấy bà Tư còn khỏe tụi con mừng lắm rồi. Ừ. À, con biếu bà Tư ít mua bánh ăn nha. Ừ, nhiêu dạ. Đây. Thôi ít lắm, bà Tư. Thì cho nhiêu bà Tư lấy nhiêu. À dạ. À 4 tấm. Thấy không? Ừ, 4 tấm. Dạ. Để dành mua đồ ăn nha. Ừ. Mua thêm mà ăn. Thôi bà cũng cầu chúc hai cháu được khỏe mạnh. Dạ. Đi giúp đỡ cho những nhiều bà, nó giống phải một mình bà ha. Dạ đúng rồi. Rồi sanh được một thằng con trai. Đặng làm ông nội với anh ta chứ. Dạ. Ừ. Chứ ông ngoại là không được hả? À, cháu nội mới ngon. À vậy hả? Thôi. Đầu lòng mà cháu nội mới ngon. Rồi cái hết cháu nội cái tới cháu cô. Dạ. Trời ơi nó khỏe ghê. Nhưng mà có nó thì ở nhà chăm nó đâu có đi thăm bà Tư được. Mình cũng đi để nhà với ông ngoại. À vậy hả? Ờ. Ờ, nhà ông nội chứ. Dạ. Vô cái ông ngồi xa dữ lắm luôn á. Ờ. Dạ. Ở tuốt ngoài Huế luôn á. Đi vô đây là đi tới 24 tiếng mới tới đây. Bây giờ con ở đâu? Thì con ở Sài Gòn. Chứ không phải ở đây phải không? Dạ không. Bà thưởng nhà đâu đây, à, đi. Từ nhà đâu đây. Ừ. À. Đâu có biết. Mỗi lần mà con xuống tới bà Tư là đi 3 tiếng đồng hồ á. Vậy hả? Dạ. Chủ nhà đâu bên kia, dạ. Không biết đâu. Cho nên thăm bà Tư cái là phải đi về. Trời ơi. Còn tối. Ừ. Vậy thôi bà Tư cơm nước đi nha. Ừ, thôi rồi. Bà Tư cũng cảm ơn con nha. Tụi con khỏe mà thấy bà Tư khỏe là mừng ừ. Rồi. Dạ. Cầu chúc cha với mẹ được sống 100 tuổi nha. Dạ, rồi. Còn tụi con thì còn nhỏ mình không nói cái đó. Rồi, rồi, dạ. Ừ. Sanh được Hoàng Nam. Dạ. Vậy là khỏe rồi. Nha. Dạ. Ừ.